Hello anh em. Này quay cho anh em con này VT57 nha anh em. Con hổm là con HB57 nha, hai con hát nha hoàn toàn nha. Để anh em nhượng lẫn lộn nha. Nó có chữ 57 làm sao à? Tại vì là nó chung một giống máy anh em, dòng 57. Máy là em xài máy 57, còn cha thì cha khác nha. Kia cha HB, con này là cha Võ Tòng nè. Cho nên VT57 nha anh em. 57 nha. Con này giỏi hơn con kia nhiều anh em, cực kỳ luôn. Để quay cho anh em xem nha. Ở đây em nói nha anh em, chim máu lửa nha, con này cực kỳ máu nha. Con này nói chung nó cũng chưa căng mấy lắm. Em mắt nó hồi nè, mắt cái đầu nó lên vàng cam từ từ rồi, nó đang hồi lần lần anh em. Em quy nè, con chim này phải nói là cực kỳ nhát nha, mà nay em thần với cái dạng rồi đó. Con chim này tắm táp thoải mái luôn, dục ra bội là đứng đó xịt nước phà phà luôn, buông cánh tắm luôn nha anh em, cầm đen luôn nè. Rồi con chim này thì đang lấy tương tác, anh em nào cần thì em vẫn có bán nha, nhưng mà con chim này nó đặc biệt là nó không cử chim nha anh em, anh em máng nó thì nó chơi thôi, ra gần thấy bổi là rước là chơi thôi, chứ còn ở nhà thì nó không cử chim, nó chỉ chơi một mình nó thôi, kệ là không bo nha. Chim thì em nói trước, anh em mà hay học gu thì alo, chứ còn nhiều anh em cái đó chim thì không gù với bán đâu, 1,5 triệu triệu gì không có nha anh em, cái đó là không có anh em, khỏi đi hỏi mất công lắm, không có đâu, tiền nào của đó à, mình chơi chim mà mình cảm nhận nha, thấy hợp lý thì ok đó. Rồi để em chẹn lấy phía sau anh em nha, con này có chiêu gù luôn anh em, nhưng mà có thôi nha, đừng có đặt đừng có đặt niềm tin là chiêu gù dày là không có đâu, đâu nó lủi lủi ra nó có chiêu gù quá anh em, em thấy lâu lâu chiêu gù 2-3 cái nó chạy vòng nha. Rồi anh em cần alo ha, sẵn em chèn cái clip chia sẻ chút ít, anh em nào cần thì cứ coi thêm ha, chim ăn sâu nha anh em. Chim của em là đa phần ăn sâu hết, nó ăn làm rớt nè, phần cũng khá ok nè. Rồi. Nào cần thì cứ alo cho em. VT57 nha. Bỏ xuống một xuống kìa. Bỏ kìa. Khoái động. Chim tơ còn nhát luôn á. Xuống. Không con chưa có cầm. Điền ké.